channel của LML Story. Và hôm nay thì bọn mình đang đi ăn vặt ở khu này gọi là gì? Trần Huy Liệu, Giàng Võ. Hôm nay thì Miu sẽ dắt mình theo. Thế cho nên là ăn gì thì đi cùng bọn mình nha. Bye bye, bye, bye luôn mà. Intro. Đầu trước không biết đâu, xong tự nhiên em. Ôi, dễ vào đi, dễ vào đi. Không này à? Đúng. Mình rồi hả cả. Ăn gì em? Thì muốn ăn gì? Đỗ xe ở đây đi. Đi, cô ấy chỉ mình thì mình sẽ ra chỗ. Đây. Cô ấy địa chỉ nhà mình là ở đâu của cô? Đó. Địa chỉ nhà mình ạ? D5 à? Ở bên này có cái trường mầm non này. Trường mầm non gì, hoa sen à? Hoa sen. Chắc là nếu mà đi tìm thì tìm cái bản đồ ấy nhở. Thì Google Map có trường mầm non hoa sen ở Giàng Võ ấy, thì nó ở ngay đối diện luôn này. Dễ tìm, kinh khủng. Ở đây là có một lối đi dễ vào Giàng Võ luôn. Dạ biết rồi. Chị biết không? Biết. Đi qua cái ngõ này bao nhiêu lần mà không biết nhá. Ở đây ăn uống giống giống ở bên Thành Công ấy nhỉ. Không nhiều bằng thôi. Nhưng mà bên này thì thoáng hơn. Nhưng kia đông quá. Nhưng mà có mấy quả cô? Hai quả. Yêu thèm ăn. Đây là nồi cháo của cô. Trong này là nấu thịt. À, sườn. Đây là cô chỉ có bột lọc thôi đúng không? Không có nộm đúng không? Nộm không. Nộm ăn có nộm. Muốn ăn nộm mà có nộm. Có nộm. À. Bên nộm. Này thì chú ý bán... Ăn gì em? Em vừa gọi rồi ạ. Dạ đây. Vâng, cho em quay nhiều một tí nhé. Ok. Đây là bánh tôm này, bánh gối này. Đây là gì ạ? Há cảo. Há cảo. Cô có khoai tây phở cuốn. Nhưng mà bánh gối nhà mình nhân dày. Nhân ngon không? Vâng. Đây em ơi. Lem chua già. Đèn lạc bé tê. Vâng, vỏ thì mỏng nhá. Ngon, làm ngon, làm chất lượng. Cái đúng là chị nói nghiêm túc, làm rất chất lượng. Uống nước có sứa đậu lành nhá, tàu phớ, chèn đen, một bột lọc gì. Hai cháo, một bột lọc ạ. Sứa đậu nành. Không, hai cốc sữa lọ này. Đây là bánh giò với chả phớ. Bơ phớ đây cháu ạ. Mày thích thì gọi một bác, ăn chung. Cho con một tàu phớ sữa đậu nành với một sữa đậu nành. Đây là bánh bột lọc này. Đi màu đi. Nha, không lại sặc nhá. Không sặc được. Một đĩa này thì có hai cái. Mời mọi người. Thế là mấy cái, hai cái? Một miếng là 10 cái. Hai cái này là 20 cái. Ăn 10 người thôi, tất cả mọi người thôi. Nhưng mà cô cắt được để cho khỏi phải cái gì có cái gì. Sau cô lại phải cắt. Phải 20 nha, 1 người thôi. Thế thì bà hiện em đang đánh chồng. Ngon. Cô lọc ngon. Mềm thơm. Thơm thế. Lâu rồi, nay đi lấy ra. Đây là cái nhân nó bị phòi ra ấy. Đời của em. Ngon mềm thế. Ngon. Con cảm ơn ạ. Ở đây ngon. Nó có. Không cái gì? Không cái gì? Thử lát lại vậy. Mộc nhĩ nấm nhân thì nhân thì của nó ngon. Nó không bị nó nhiều. Không bị ít à? Đúng rồi. Ngon thích. Bà chai chạm à. Nhưng tao không thêm chả cốm. Thế này đấy. Thì tao không thích chả cốm. Ăn ra chảy giò. Bà ăn rồi nhỉ? Giò kia
ta có bán một cái giò không? Ăn không có. Các bọn mình gọi khá nhiều ấy. Đúng là dạo này một hàng người ta bán quá nhiều thứ, mình không cần phải đi hai ba hàng để ăn làm gì. Mà ở đây thì mình gọi hàng này, mình ở hàng này mình có thể gọi hàng bên kia. Mày cho ớt mà. Em thấy mà. Trăm chi em tới cái em trải đấy, chỉ như em trải đủ. Tiên giò lụ. Biết được sao cay không? Vì sao? Cái lá này nó cũng cay mà. Lá bạc hà? Ừ. Lá bạc hà không gì kinh giới á. Chữ tu. Không phải cái kinh giới. Kinh giới? Ừ. Đây ạ. Đây ạ. Cái lá này nó cũng cay mà. Đây ạ. Hơi cay. Nó vẫn cực. Sữa xăm nhỉ? Sữa ăn mấy cái hàng sữa đậu. Ôi là xôi sữa rồi xéo. Ôi là xôi gấp. Ôi là xôi sữa. Ôi là xôi. Ngọc, ngọc này. Nghe đã lạ. Bánh tôm. Đây là bánh gối. Chụp lên. Nhân của nó này. Ồ, cái vỏ này có một tí thôi nhá. Toàn nhân. Rơi thì buồn cười. Đây là cái nhân này. Cái vỏ dính luôn. Còn đây là phần bánh tôm. Ăn thử bánh tôm này. Cuốn về cái rau này. Cái này là bằng cái gì? Bột ạ. Món đồ chiên dầu mỡ thì là nhiều dầu mỡ. Ăn giới thiệu quán cũng là bánh trà. Thế đóng vừa hỏi địa chỉ lúc nãy mà. Ừ, nhưng mà quên cô không nói là quán tên là vâng. Sân Đê Năm Bánh Giò. Sân Đê Năm Giò đó cháo quảng cáo rồi. Đồ này là vừa thịt vừa làm bánh ở trong đây hết chưa đấy hả lại vẫn lấy trong đấy đây ở trên ra rồi gì chị phải quấn cái này vào. Nhưng mà tại vì cái bánh tôm của bác ấy to quá mà rau thì lại quá bé nên không cuốn được. Quá lỏng, ăn kèm thôi. Đúng mà. Cái gì? Lá tí hơn. Ăn kèm là khác thì cuốn được mà. Tôm này cũng thơm đấy. Nhưng mà bánh bình thường. Cái phần viền này này. Cái cứng. Nó ngắn ấy. Bánh ấy được cái là dày. Rất là nhiều đặc ruột. Cái phần này thì ăn nó hơi cứng một tí. Chân này đẩy thật. Được. Tôm ngon thế. Tìm được cái sân này đúng là thiên đường ăn vặt bữa xế chiều đấy mọi người ạ.
Ở đây bán đủ cả từ bánh tôm, bánh gối, cảo chiên, chua rán cho đến khoai tây chiên. Ngoài ra thì còn có cháo sườn này, bánh bột lọc, trứng này, cứu, bánh giò. Cho đến cái hàng ở ngoài cùng thì có bán cả bánh trôi, bánh chay luôn mọi người ạ. Hôm nay thì mình chọn ngồi quán này thì có các món như là mình gọi nè. Theo cảm nhận của mình thì đa số đồ ăn ở đây đều đạt mức vừa vặn, không hề bị chán hay khó ăn, mà rất là dễ ăn, dễ chiều lòng khách hàng. Đã thế thì cô chủ quán ở đây khá là dễ tính và cũng rất là dễ chịu nữa. Không gian ở đây thì là sân tập thể cho nên rất là sạch sẽ và thoáng mát, chỗ để xe thoải mái, nói chung là rất ổn. Nếu mà mọi người có lang thang gần cái khu vực này mà không biết đi đâu thì hãy qua thử khu này xem, có quá trời đồ ăn ở đây luôn ấy. Bây giờ sẽ đến màn tính tiền. Hôm nay ăn nhiều phết, ăn một cái bánh giò này. Đó là một mấy bánh giò chứ? Một bánh giò, một đĩa trứng hải cứu và chả cốm ạ. À, không ạ. Về 5 cái bánh bột lọc. 2 sữa đậu. 85. 85 là 85. 85 thì kia 39. Kia là 39 ạ. 85 thì 39. Cho 1, 2, 3 món, 4, 5, 6 món. Dạ, vâng. Cảm ơn ạ. Bánh giò, trứng. Bánh giò 25. Vâng. Bánh giò là 25. Trứng là bao tiền? Trứng là 7.000 một quả. Bánh bột lọc là 3 tiền không? Lọc là 6.000. Thế còn cái bánh gối, bánh rán 13.000. Vâng. Chào cảm ơn ạ. Ây, bể rồi. Vâng. Thế thì dáng hợp lý mà. Chào cảm ơn ạ. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi về và hẹn gặp lại mọi người ở trong những chuyến đi review đồ ăn, đồ uống, khám phá cùng bọn mình lần tới nha. Miu ơi, nhìn thằng kia nó chạy.